Cả anh em nha, thì tôi là Quý Mỏm đây anh em ơi. Thì hôm nay là team tôi sẽ đi về quê nha anh em ơi. Đó thì về quê tôi sẽ thử hết thả diều, sinh tồn, bắt cá rồi các thứ. Tôi sẽ quay vlog cho anh em xem nha, rất chi là hay luôn. Thì anh em đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, kèm thêm quả chuông thông báo để mà tôi ra video mới thì anh em có thể nhận được video đó nha. Đó thì bây giờ tôi sẽ quay cái hành trình đi về nhà. Thì gần một tháng trời tôi chưa về nhà anh em à. Đó, lần này tôi về chắc gia đình tôi vui lắm. Thì bây giờ tôi sẽ quay hành trình tôi đi về quê nha anh em ơi. Ok. Tạm biệt mấy cái nút vàng của tôi nha. Thì anh em nào muốn tay nghe thì anh em mua nha. Đó, bây giờ tôi với thằng đi đây. Để tôi coi tụi nó đâu rồi. Đù. Có hiện tay đón đi về nữa hả ba? Đi về. Thì nó đi về, nó tạm biệt hiện tay chứ gì cha. Đù, ghê vậy ba. Được của nó đấy. Mày về quê đi, mày chết cho tao, tao sẽ đi mét thằng Bình con. Hồn điên gì chứ cha. Một hồi về đi, có thằng Bình con nó đợi ở sân bay luôn con. Đi cái đợi tao mà. Đi về nè. Tao làm gì đâu. Đi hiện tay đi luôn nè, hiện tay ơi. Mày được lắm fan. À, về mày chết với tao, tao mét hiện tay. Ủa tao mét thằng Bình con nè con. Rồi, Hân ơi. Chắc nghe thằng Bình nó bị cắm sừng quá à. Thôi toàn. Hỏi không ba, sao tự nhiên tao vô tao thấy trong phòng có hiện tay ba. Hiện gì tao tạm biệt cái gì đâu ba. Rồi sao chanh, nó có làm gì không? Sao tao biết được. Ừ, vậy thôi bây giờ tôi sẽ đi về nha. Bye bye nha. Ở lại mạnh khỏe nha. Bye bye. Yêu em nha. Yêu em. Ok ok. Má yêu em luôn mày. Vậy con má hiện tay ha, về mét Bình nè. Lớp du bye bye nha. Má lớp du luôn mày. Nhớ anh lên anh gọi. Lớp du luôn mày. Vậy thì ok bye bye. Thì anh em đang giữ xe máy. Được về quê rồi anh em ơi. Cảm giác đi xa mà xong rồi về anh em mà trời, tôi nói anh em quá đỉnh luôn. Đó thì ông nội bên kia thì đang ngồi ở bển kìa anh em. Dân chơi. Đang nhắn tin với hiện tại gì á thì tôi có kêu thằng Bình á là chuẩn bị qua nhà của tôi rồi anh em mà. Đó thì bây giờ tôi đang bay ở trên độ cao 10.000m nha anh em ơi. Đó thì nhìn xuống toàn mây thôi. Thì giờ tôi sẽ đáp cánh nè. Rồi tao chuẩn bị kêu thằng Bình con nói chuyện với mày nè thằng nhóc. Mày chuẩn bị đi. Ừ. Ok. Tao đợi. Thôi, mày đi vô đây. Thằng Bình nó đứng này nó đợi kìa con. Mày đứng đây đi. Vậy. Mày đứng đây đi. Bình ơi. Ừ nó nè. Mày ra mày nói chuyện nó đi. Tao sống như quần què gì á. Sao cha? Sao người yêu tôi mà tự nhiên cái ông tặng con tét rồi ông tặng tỏ tình lum lá vô vậy? Ừ. Tao nói rồi, thằng này nè nó hẹn hò lúc 12 giờ đêm mà. Mày mày đưa về đây đây mày nói chuyện với thằng Bình đi. Rồi, la bây giờ rồi, lớn giọng các kiểu. Hẹn con gái lên ra bây giờ làm gì trời? Ừ. Hẹn ra đâu, hẹn lên phòng chứ bộ. Ừ đó mày hẹn lên phòng hả? Hẹn lên phòng mới nói chuyện được chứ tao hù sao mà nói. Mày ha, mày ha, mày lên đây mày đứng nè con. Mày lên đây nè. Mày nha, mày sống như cái con khỉ của người ta vậy đó. Lớn mày sống như mẹ mày. Trời ơi. Sao mày xô nó bệnh? Gì trời? Má cây cái bài á. Tôi đợi ông về Cần Thơ hơi lâu rồi đó. Vô đây nè, vô đây nè bệnh. Vậy bệnh sao mày xô nó luôn vậy bệnh? Má mày sung gì? Má cây mày. Vậy vô đây nói chuyện làm gì căng chứ gì? Má nó xô một cái bịch cái vậy trời. Trời ơi. Ơ kìa. Mới vừa về bị mới vừa về bị bệnh nó xô một cái té dưới luôn rồi. Không biết làm gì làm chi cho người ta ghét gì không biết nữa đó, ha. Đó coi kìa, coi kìa. Nè. Nó mới về làm gì xô tao ướt nhẹp chân lại. Kêu sống gì. Ủa rồi hiểu câu chuyện sao không mà. Hiểu gì. Này kia rồi. Ông hẹn lên phòng lum lá chứ. Ừ. Hẹn lên phòng nhưng mà người ta quay người ta cho anh làm clip chứ bộ. Ủa cho anh gì. Làm. Người yêu của người ta mà mày cho anh gì là cho anh ba. Mới về về cái xô ướt nhẹp cho nè. Người yêu người ta mà tự nhiên cái ông kêu dẫn lên phòng 12 đi, dẫn lên phòng làm gì ba. Người ta làm clip, người ta bàn, người ta nói chuyện thôi chứ làm gì. Clip gì? Đó còn anh em làm gì con gái người ta. Ừ, tao nói rồi tao kêu mày đừng ấy rồi mà mày ngông ngông với tao làm chi. Tao không ngông đâu. Nó về chưa dân xô, nó làm quýnh quán nha, hết hộn rồi. Mày đi đây mày mới xô đâu ba. Thôi. Làm gì ba vậy? Làm gì vậy? Tao con mày lại tao mới chịu. Làm gì xô lại mới chịu ba. Thằng Bình nó không biết bơi đâu. Thằng Bình nó không biết bơi đâu. Không biết bơi thôi.
má nè. Má tôi chút xíu rồi đòi show tao. Mày chơi kỳ vậy. Má tội nghiệp. Tội nghiệp nhỏ chứ trời. Má thôi đi lên đi thôi Bình ơi. Má mày. Thôi lên cho nó dễ hít đi. Lên cho nó dễ hít đi. Trời, nhà tôi có hai con heo nè anh em à. Nhà tôi có hai con heo. Rồi giờ làm sao chưa? Nói rõ ra chưa? Bây giờ mày dễ hít hay là... Có gì đấy, từ từ nói chưa, với cho mày xô nó hoài mệt mày. Ủa mày đòi xô đó, sao mày không xô, để cho nó xô lại. Nó bự con, nó xô xô lại. Rồi giờ mày có hít hiện tay thiệt không? Mày nói luôn đi. Thì tao chỉ làm clip thôi, chứ hít cái gì khùng cái gì á. Bộ ghệ anh em mày hít làm gì. Thì bữa ra chơi game hiện tay cái vô hỏi. Thôi, gì thôi, giờ tụi mày nói chuyện đi, để tao review nhà của tao có được. Thì bây giờ tôi vô nha anh em ơi. Thì tôi sẽ review cho anh em coi cái nhà của tôi. Thì cho những bạn nào fan mới xem tôi nha anh em ơi. Đó, đây là xe của Bình Ngon nè. Xe của tôi nè. Đó, đây là bé Hân TV, mẹ tôi. Đó, anh em thấy đẹp gái không? Đó. Thì tôi chưa có gấp PC vô á anh em. Đó. Thì anh em nào biết rồi thì thôi, còn anh em nào chưa biết thì ấy nha. Đây là phòng của tôi nè. Đó, PC rồi để đây. Thì cái hồ cá thì mấy năm trời rồi anh em à. Tôi chưa có ấy lại. Thì con cá này bây giờ nó khủng bố quả cái trưởng luôn anh em ơi. Đó, nó bự nhất ở trong tất cả cái con này luôn nè. Anh em nhìn nè, anh em nhìn nó bự nè. Cái bàn tay tôi nè, mà nó bự bao nhiêu đó. Đó, rồi con cá chê kia thì nó bự nhất luôn. Mà bây giờ con cá sấu này là bự nhất luôn anh em à. Đó, thì đây là sa chi của tôi nè. Đó, đây là phòng của tụi nó nè. Em thấy không? Đó. Chỉ có nhiều đó thôi. Thì ở ngoài sau đây á là giường anh em à. Thì anh em muốn tôi thử hết cái gì á thì anh em comment bên dưới giúp tôi nha. Đó. Rồi đây là giường nè. Đó, anh em thấy đẹp không? Thì anh em là muốn tôi thử hết thả diều cái gì á anh em comment dưới và nhớ xin một like đăng ký kênh nha. Rồi nhắn gồm. Hả? Lâu rồi chưa về phòng cũ mày thấy cảm thấy làm sao? Má đã quá. Cảm giác khó chịu quá à. Đã hả? Ừ, có người, nhớ người yêu nữa, vàng mới ngồi tôi dẫn về. Đù, ghê ba. Đó, thì đây là phòng của tôi nó nè anh em ơi. Đó. Đã rồi, đã. Tôi sẽ ở đây một tháng, tôi sẽ quay vlog cho anh em xem nha. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ cho tôi nha. Ok, bye bye tất cả anh em nha.